much much later. OK, mình đã quay trở lại. Nên là mình cũng định chơi qua này nhưng mà hơi mệt nên là mình phải đi ngủ một tí. Nên mình quay trở lại mình chơi nốt đoạn này. Đến đâu nhỉ? Là mỗi người là bắt đầu với cả một cái số chip là 3500 ra đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi thêm đi. Hold it. Liệu đây có phải là cái điểm bắt đầu hơi Azizou issue starting point? Liệu đây có phải là cái số điểm bắt đầu của mọi khi không ạ? Liệu có bất kỳ một cái điều luật riêng nào không? Cái luật nào riêng chơi, luật chơi riêng nào không? Không, nó không hoàn toàn là đặc biệt. Nó giống như kiểu là những game bình thường và những cái luật bình thường vậy. Nếu mà mỗi người đàn ông nó bắt đầu bằng một cái số điểm là 3500 thì cái số điểm tổng sẽ là chính xác là 6 hoặc là không 5000 điểm. À đã 7000 điểm. Mình cũng nhầm. Please it isn't calculus in not even long division. Ok. How chip come, nên là về cái số chip của nó sẽ có hai lớn và nhỏ. Hold it. Liệu đây có phải là những cái số chip trong photo nè, là những cái loại chip đã được sử dụng đúng không? Đa tất nhiên rồi. Có một cái gì đó không ổn được về cái số chip này. Liệu mình có nên hỏi thêm không? Mình sẽ hỏi thêm. Liệu cô có thể giải thích cho chúng tôi về cái kỹ hơn về cái chip này không ạ? Giải thích ư? Thế còn có gì để phải giải thích sao? Objection. Cái cái chip chơi bài là chỉ là chip chơi bài thôi. They are not fit a chip. Nó không phải là cá với cả khoai tây. Nên là chẳng có gì phải hỏi cả. Cảm ơn ông. Bây giờ mình đã hỏi cô ấy thêm rồi à. Mình phải hỏi cái gì khác đi. Thêm được không? Thế những cái chip này thì nó đáng giá bao tiền là tiền mặt? Là tôi đang nói đến cái giá trị của đô la ấy, hoặc là ruby, là như tôi đã nói, cái này là nó chỉ là cuộc kể là cái nó chỉ là cái đồng tiền trong cái cuộc chơi chứ không phải là trong cờ bạc. Hard perhaps for capitalist to understand. Nên là có hai loại chip này, và một cái loại là 100 điểm này, và có một loại là 1000 điểm. Nên là đặc biệt là nó không phải là tiền đấy, nhờ đấy. Justice. Sir. Cậu có thấy cái lời khai của cô ấy tương đối làm tỉ hay ho không? More than the way, sir. Nên là chúng ta sẽ thêm nghe lời khai của ấy. Liệu bên biện hộ có muốn nhân chứng thêm cái thông tin và lời khai không? Thêm vào lời khai đi. I do think. Phải, tôi nghĩ là cái này cần phải được làm rõ hơn. Nên là xin hãy thêm vào cái lời khai của cô đi. Là rất tốt nhân chứng. Nếu mà cô có thể cho phép đa ra thẩm phán. Có một loại chip là 100 điểm, một loại khác là 1000 này. Có hai loại tất cả này. Hold it. Anh Gavin nói là trong cái lời khai rất là quan trọng. Nói thật là mình cũng không hiểu là có cái gì quan trọng ở đây. Do you call favor and xin hãy làm cho tòa tìm một việc think of what you want to say. Xin hãy nghĩ kỹ trước khi nói. Là chúng ta không phải là ở nhà trẻ đây. Tôi xin lỗi cho thẩm phán. Có hai loại chip này. Đa là cái loại nhỏ thì là 100 và loại lớn là 1000 này. Phải không? Tất nhiên rồi ạ. Bắt đây lại phải tao. Đừng có lãng phí thời gian của tôi nơi nữa. Liệu chỉ có thế thôi sao? Tuyệt anh Gavin à. Khiến mình phải ngăn cô ấy lại. Và bây giờ là mình
là mình trong mắt mọi người trông như thằng ngu vậy. Này Justin à, xin hãy cố gắng đừng có làm xấu hổ tôi nữa. Ai em sao? Đây là có rõ ràng một cái điểm mâu thuẫn ở cái thông tin mà cậu có trong tay ấy. Cái gì? Đây chỉ là đơn giản là việc tính toán thôi. Để cố gắng đi. Chúng ta không phải ở trong nhà trẻ nữa. Tính toán sao? Nên là chúng ta sẽ... Đây là game nó gợi ý ra chúng ta sẽ tính toán cái số chip ấy. Nên là mình sẽ check nhỉ. Đâu nhỉ? Có cái bài ra nhỉ? Nên nó sẽ có cái bài... Đây chứ. Nên là nó là 7.000 điểm này. Nên trên thực tế là nó sẽ là... Nên là cái quân đỏ này là nó khác này. Bởi vì nếu mà cộng lại là chúng ta sẽ không được 7.000 điểm. Bởi vì trên thực tế là nếu mà cái bài to này là cái viên to này là 1.000 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái này là phải mười mấy nghìn điểm. Hoặc là 15.000 điểm nhé. Đó đó, 10.500 điểm. Nên là cái này là cái vấn đề, đây là cái sự mâu thuẫn ấy. Là cái số điểm nó khác. The one who winning the da is victim. Cái người đang giành chiến thắng là nạn nhân à? Hold it. Cô đang nói với tôi là anh Rai à, đã bị không thua một trận ván nào trong 7 năm à? Lại đi thua sao? Phải chắc đây là một cái ngày thật là đen đủi với anh ấy. Chẹp. Tôi I'm glad it did not take the picture it would break camera. Nên là tôi rất là vui khi đã không chụp một cái bức ảnh nào khác cái lúc cái khoảnh khắc là thua cuộc của anh ấy. Nên nếu mà tôi làm thế chắc là cái camera tôi bị hỏng mất. The chip they went away to the Vic. Nên là cái số chip ấy, thì nó đã bay hết sang bên phía bên kia của nạn nhân rồi. Thế là cô đã nói là đây là một cái cuộc một cái trò chơi đã đâu chỉ là cái trò chơi một phía đúng không? Thì như là một bên đã giành chiến thắng rồi ấy. Và một phía. Và cái ván cuối cùng à, bị cáo đã chơi hết cái số chip của mình à và thua tất cả. Hold it. Last hand. It was the last point of any hand. Đó là cái ván bài cuối cùng à, to nhất à. The defendant hand, it was excellent. Có nghĩa là cái bài của bị cáo này. Bài của bị cáo là rất là ngon à. Nên là anh ta đã cố gắng sử dụng cái đấy á để lấy lại được cái phần thắng của mình à. Kiểu như đang thua lấy lại, kéo lại kèo. It appears that both the defendant hand and... Nên là có vẻ như là cái bài của bị cáo và nạn nhân đều rõ trong bức ảnh này. Nên là chúng ta sẽ có 3 con 7 và 2 con át này. Nên là đây là full house ra nha. Còn anh kia là 3 con K này. Là 2 con át à. Hình như là cái bài này nào cao hơn này. Chất cao hơn này. Hay là bài nó tương tự nhau à? Kiểu full house ra nha. Đây truly a excellent hand. Bài này cũng rất là đẹp nhưng mà đồng thời là bài của nạn nhân cũng rất là đẹp. One with the highest number win, so defendant lose. One with the highest number win. Cái người nào mà có số điểm to nhất à thì sẽ chiến thắng á. Nên là bị cáo đã thua à. Nạn nhân ông Smith là đã có một cái bộ bài đẹp hơn à. Và bị cáo đã bị tiêu diệt. Tôi tin rằng là đây đã giải thích tất cả những cái gì có thể xảy ra. One card lay down on the table, it happened. Một khi mà một khi là hai bộ bài đã được đưa rõ trên bàn này, chuyện này đã xảy ra này. Nên là cái thời điểm mà thua cuộc thì bị cáo đã cầm chai rượu và cầm cái chai trên cái bàn và hold it. Và chuyện gì xảy ra sau đó? Là ngay cả bây giờ tôi nghĩ lại điều đấy, tôi vẫn cảm thấy run rẩy.
Tôi thì đã không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Thế cái chuyện gì vậy? Xin Diệt, tôi xin mọi người phải tin tôi. Tôi không biết. Gì à? Sao chuyện đã xảy ra được? Thế chuyện cái gì? Thế chuyện là chuyện gì? Là bị cáo đã đánh nạn nhân. Đa. Phải, tôi đã thấy chuyện đấy đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi đã thấy cái chai rượu là được đập vào đầu của nạn nhân. Chuẩn xác, à đâu? Chuẩn xác phải không, thưa thẩm phán? À đâu? Thế đã đủ chuẩn như thẩm phán. Nhân chứng của tôi đã nhìn thấy cái thời điểm của vụ giết người. Này cậu hãy nhớ, cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là thu thập thông tin. Dạ, phải rồi. Nên là chúng ta mình biết rõ là cái thông tin thêm vào ấy, nó có hai loại chip này. Nên là đây là cái đoạn mà chúng ta sẽ hỏi. Bởi vì là cái số chip của nó là nó không khớp với cả là những gì con đi miêu tả. Objection. Cô có chắc là nạn nhân là đang chiến thắng không ạ? À, có thực sự là chắc không? Objection. Có vẻ như là anh chàng luật sư mới của chúng ta đang hơi bị lạc đề một tí ấy. Nên hãy nhìn vào bức ảnh à đâu, chỉ nhìn qua vào cái bức ảnh này là có thể là đủ nói được là ai đang giành chiến thắng rồi. Nếu mà cậu không phải là người trong nhà trẻ thì là cậu có thể hoàn toàn biết được. Thế thì để vì cho cái phiên tòa nó rõ ấy, thì là anh có thể là miêu tả cho thì anh có thể miêu tả trước tòa nó rõ hơn được không ạ? Tất nhiên rồi, thưa thẩm phán. Trong cái bức ảnh này tôi thấy là cái chip nhỏ ấy, là chúng ta có thể thấy được là cái chip nhỏ và chip lớn ấy. Hãy kể cho tôi là cái chip nào thì nó đáng giá 1.000 điểm. Ồ, tại sao? Tất nhiên rồi, là tất nhiên là cái lớn rồi. Chớ. Ồ, tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng mà thì cái số điểm nó cộng lại nó sẽ không khớp. Cái số điểm tổng lại cộng lại ra. Bây giờ hãy nghe lại những cái gì mà nhân chứng đã nói với chúng ta cho đến thời điểm hiện tại. Mỗi người bắt đầu bằng cái số điểm là 3.500 chip. Và khi cộng lại thì số chip sẽ là 7.000 điểm. Phải. Nếu mà theo cái tính toán chuẩn xác của tôi thì hãy xem nào. 3 cộng 1 này, cộng 5 này. Phải đúng rồi, thưa thẩm phán. Bây giờ thì hãy nhìn vào cái bức ảnh này. Nó chỉ rõ tất cả những cái chip ở trên bàn. Dạ, nếu mà bây giờ là cái số chip lớn á, thì đáng giá 1.000 điểm. Và cái số chip nhỏ đáng giá 100. Và khi mà mọi người cộng chúng lại này, thì tổng số lại sẽ là bao nhiêu? Gì, ông hãy tự cộng đi. Ông, ok, ông không phải là trong nhà trẻ đấy chứ. 10.600 điểm. Nên là tổng cái số chip này nó không khớp. Là điều này là nó hoàn toàn đi ngược lại được cái lời khai của nhân chứng. Lặp 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 lặp. Bất. Nhưng mà tại sao? Thì làm sao điều này có thể được? Chính xác. Justin. Now you know what the what? Bây giờ cậu biết bây giờ cậu đã biết là cái gì à? Chứ mất đến bây giờ cậu phải tìm được câu hỏi là tại sao. Phải. Có một cái câu trả lời duy nhất để trả lời cái mâu thuẫn này à? Cái điểm bắt đầu là không đúng đấy. Có nghĩa là thằng này nó sẽ bảo là cái điểm bắt đầu là không phải 3.500 điểm này. Hoặc là cái đếm số chip đã nhầm, đếm nhầm thằng chó đấy. Điểm bắt đầu là nhầm. Chip cao or wrong à? Bây giờ là hình như là cái này là chúng ta phải trộn là cả hai đều nhầm nhỉ? À đâu, cả hai đều đúng á. À đâu, cả hai cái này đều đúng mới đúng.
Có nghĩa là cái này là điều đúng này. Điểm bắt đầu là điều đúng này. Số chip cao là điều đúng này. Mỗi người là bắt đầu cái trò chơi này bằng 3.500 điểm này. Nếu mà tất cả cái số chip nó đã được xuất hiện ở trên cái trong bức ảnh này thì chỉ có một cái câu trả lời duy nhất. Thế nó là gì? Nhìn ông này vẫn kiểu ngạc nhiên. Là cái giá trị của từng cái con chip là nó phải ngược lại. What? Ông muốn biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy không? Bởi vì trên thực tế là cái số chip nhỏ, à đâu, cái chip nhỏ là đáng giá 1.000 điểm, là chứ không phải là chip to. Thật là điên rồi. Thật là điên rồi. Show me that photo of the... hãy đưa tôi xem cái bức ảnh đấy một lần nữa đi. Nên là chúng ta sẽ có 6 cái chip nhỏ này và 10 cái chip to này. Tại sao? Why that da? Thế là nó đã cộng lại đủ 7.000 điểm rồi. Khi mà chúng ta cộng hết lại. Làm tốt lắm, just it. I thought you figured out by yourself. Kiểu giống như kiểu là em đã tự nghĩ ra vậy. Em cũng rất là vui khi em là cái người đã nói ra cái vấn đề này. À đâu, em là người đã chỉ ra cái vấn đề này. Nhưng mà đợi đã. Cái giá trị của chip thì có thể là khác, nhưng mà cái này nó đã chả thay đổi gì cả. Phải vậy. Là nạn nhân có vẻ như là có một cái số chip vẫn lớn hơn à? Does have the knowledge number of chip. Kiểu bây giờ ông này mới nhận ra, chính xác. Nếu mà cái số chip nhỏ là 1.000 điểm, sẽ số chip lớn 100. Nên hãy ngồi tính một chút nào xem ạ. Nạn nhân, anh Smith có một cái số chip là 2.900 điểm. Còn anh Roy sẽ có số điểm là 4.100 điểm. Bây giờ thì có vẻ như là anh Roy đã là cái người đang thắng thế trong cái đêm đó. Đó là khiêu không thể. Nên là cái thân chủ của tôi là có ít cái lý do hơn để mà giết nạn nhân. Bởi vì là cuối cùng là anh ấy đang giành chiến thắng mà. Bây giờ thì cô Ollie, cô chắc là phải biết được cái giá trị thực sự của chip chứ đúng. Bởi vì cô là cái người mà đã xuất hiện ở hiện trường vụ án đúng không? Con này vẫn đỡ được. Nên là cái tên của cái club với cả cái cửa hàng ở đâu, cái quán ăn này nó gọi là cái gì hả? Món súp của bên Nga. Nên là mình bây giờ mình mới ngồi mình dịch lại nên là nó mới biết ra được. Nên là kiểu món súp của bên Nga ấy hả? Nên là đây là lý do tại sao con này nó cứ cầm cái kiểu cái bát canh. Có vẻ như là cái gì nhỉ? Có vẻ như là bị cáo của chúng ta đã mất đi được cái động cơ của anh ấy. Và dường như là anh Roy đúng ra là bị tiêu duyệt. Thì có vẻ như là cái sự thua cuộc của anh Roy là vẫn là chưa bao giờ xảy ra. Con này không nói được cái gì. We must ask ourselves. Hold it! Ai đây? Excuse me? Đó là cái gì vậy cô Oli? Tôi đã không muốn nói cái này nhưng mà trên thực tế là gì mọi người thấy đấy. Thấy cái gì cô Oli? Thế có cái gì mà chúng ta phải tôi phải đi thấy? In the last hand, they were cheat. Ở trong cái ván bài cuối cùng à? Là đã có người gian lận à? Lạp. Gian lận sao? Ý của cô không phải là một cái cho bịp. Đợi đã. Ý cô có phải là một cho lừa đảo? gì à? Tất cả mọi thứ đều là giống nhau cả. They were cheap. Đã có một cái trò là đã có sự gian lận ở trong cái bài cuối cùng, ván bài cuối cùng. Đấy là lý do tại sao mà cái trò chơi này nó đã kết thúc.
với cả cái số chip hiện tại. Tuyệt, thật là quá tuyệt. First we have lying, now cheating. Bây giờ là lúc đầu là chúng ta có nói dối đó. Bây giờ chúng ta có trên da này. Và rồi vụ án này có vẻ như đang xoay chuyển rất là hứng thú đấy. Đây. Nhân chứng, cô sẽ tiếp tục khai trước tòa. Hãy kể cho chúng tôi về cái cái nội dung chuyện ăn gian ở cái ván bài cuối cùng đi. Cái ván bài cuối cùng này, the final hand. Ván bài cuối cùng là cả hai người đều có full house à? Hay là đây là nó gọi là thùng phá sảnh hay sao nhỉ? Để mình xem. Nhưng hình như là thùng phá sảnh là nó khác. Full house, mới tính ra Việt là gì? Nên là hoặc là chúng ta cứ hỏi để là tiếng Anh được. Full house, từ mình search rồi. Nên là có nhiều một cái không rõ lắm. Hình như là trong này nó vẫn gọi là full house. Poker. Ok, mình cứ gọi là full house đi. Nên là về cơ bản là nó có một chuỗi 3 và một chuỗi 2 thì nó sẽ ra qua full house. Có 4 trong mỗi bộ bài là có 4 con này. Con số 1 đến con vua này. Từ con A đến con King này. Nếu mà mọi người nhìn kỹ vào cái bài của hai người này thì cái trên da là đã quá rõ ràng à. Cái khoảnh khắc sau đó game become the argument. Cái cuộc chơi bắt đầu chuyển sang cuộc cãi vã. Bởi vì là cái trò bịp của nạn nhân, cái trò bịp của bị cáo đã bị kiểu phát hiện. Và anh ta cuối cùng đã cầm cái chai rượu trong tay và... Cô Oli, tại sao cô lại không nói cái thông tin này ở trước tòa ngay từ buổi đầu tiên? Mình đã nghĩ là mình đã ngửi thấy cái mùi mà có sự che giấu ở đây. Well, fuck, it's time to throw back the cover. The full house, cái full house là một cái điểm rất là cao trong trong một ván bài. Nên trên thực tế là nó không thực sự dễ dàng để mà tạo được cái này theo trong cái kinh nghiệm của tôi. That alone. Nên là cái thông tin này là đã quá đủ để nghi ngờ về cái chiến thuật bẩn bựa của vị cáo. Nhìn cái ông kia cứ suốt ngày đợi dình để kiểu nói trả thù. Từ từ mình xem nào. Cái mình đang xem lại là nó có Royal Flush này, Straight Flush này, Four of the Kind này. Nên là cái về cơ bản là full house là ba con đồng chất và hai con cặp. Nên là hình như là nó có bài ca hơn, đó là cái Royal Flush, hoặc hình như mình gọi là thùng phá sảnh ấy, ở Việt Nam ấy. Thế anh Gamin à? Cái gì? Thế full house là cái gì? Những cái bọn luật sư bây giờ. Thế cậu không biết chơi poker sao? I can say this both the way of your case of Korea. Kiểu như là thằng này hỏi là cái full house là như thế. Thế đây là cái gì? Đây là một cái kiểu cái nhóm kín ở trong tòa về cái chơi bài poker sao? Just that. Cậu biết về cái thuật ngữ là một cặp này, hoặc là hai cặp này, hoặc là hoặc là cặp ba đúng không? Phải đúng rồi. Không vấn đề gì. Nên là nếu các bạn đã không biết chơi cái cặp hay là gì thì đây là game nó vẫn giải thích cho mình này. Hai cái lá bài có một cái số giống nhau này thì tạo thành một cặp này. Thì ba cái lá bài thì sẽ ra cặp ba này. Phải, tốt, rất tốt.
Bây giờ hãy tưởng tượng xem là trong tay cậu có một cặp này, và có một cái cặp ba này, thì nó sẽ gọi là full house. Đây đúng là thực sự là cái bài nó rất là khó để mà tạo được ra, đúng không? Nên là mọi người có thể thấy là cái là bài của mỗi người trong bức ảnh này. Wow, họ đều có được full house này. Đây là ba con 7 này và hai con át này. Đây là ba con ca này và hai con át này. Nên là anh này chất bài cao hơn này. Ca mà kinh. Đến như vậy ba cơ át cơ à? Chúng tôi quên mà the easy to make a full house and go. We forget the easy way to make a full house and go undefeated for the seven. Là chúng ta đã quên rằng là có một cái cách rất dễ dàng để có được cái full house à? Và có thể giành được cái lịch sử bất bại trong 7 năm. Là cậu có thể đã chân gian. Ahem. Bị cáo có thể bên biện hộ có thể bắt đầu chất vấn nhân chứng đấy. Nếu mà anh ấy đã thực sự là chân gian à, ở cái ván bài cuối cùng à? Điều này nó vẫn còn cho chúng ta một cái câu hỏi rất là quan trọng. Là anh Rai đã thua ở cái ván bài đấy. Ai đã lại nghe thấy là một cái người lừa đảo chuyên nghiệp lại thua trong cái lần bịp của mình. Kiểu như thầy nó nói là nếu mà anh Rai là chơi bịp ấy thì sao lại bịp rồi lại thua. Cái ván bài cuối cùng là hai người đều có full house này. Cái full house này nó có khó không? Nó là tương đối là khó để mà được full house đấy. Nó phải có công cặp đôi và một cặp ba này. Ok, là tôi đoán là đúng rồi. Rất là khó. Tôi phải chắc chắn là như vậy. You can take my word à? Là cậu có thể tin được cái lời của tôi bởi vì tôi là một thần bài của phòng xử án số 3. Kinh nghiệm. Rất là khó. Nhưng mà nó không phải là một điều nó hoàn toàn không thể. Ok, full house. Rất là khó đấy. Cái câu hỏi của mình thật là lãng phí thời gian. Thằng này nó tự cảm thấy thế. The four of each card in the deck from A to King này. Okay. Thế là mấy cái này thực sự không quan trọng lắm nhé. Four of each card you say, 4 lá này. Say one spade này. Có một con big này. Và một con rô này. Và một con cơ à. Và cuối cùng and one club. Rô này, con ở đâu? Con này là con bích à? Đó, con này là con gì nhỉ? Con spade là con gì nhỉ? Con cơ, đâu không phải con cơ nhỉ? Đó, con này là con bích. Con này con rô này. Con này con cơ này. Con này là con gì nhỉ? Con nhép đúng không? Đúng rồi, mình gọi là con nhép. It's a very interesting fact that number 4 comes from. Nên là đây là một thông tin khác là 4 cái số 4 này. And nó đến từ 4 mùa này. Huh? You don't say. I didn't know that the card for number. Và cậu biết là cái card nó có từ số 1 đến số 13 không ạ? Và khi mà cộng lại cái số card ở trong cái một bộ bài thì cậu sẽ có là 364 là một năm ạ. Thế là 13 nhân với cái 13 nhân 4 á. Thôi nhỉ. You don't say. That why it's like have two. Thế là đây là lý do tại sao mỗi bộ bài là nó có hai con Joker à? Là nó là họ nói là cái con Joker số 2 là nó sẽ tượng trưng cho năm nhuận à. Nên là cái này nó sẽ là tượng trưng cho một cái năm hoàn thiện trong một cái bộ bài. Nên là đây là toàn bộ những cái thông tin kiểu là trivial. Là chúng ta sẽ ngồi ở phòng xử án này cả năm nếu mà chúng ta cứ tiếp tục tục như thế này.
If you look at both hands, nếu mà nhìn vào cái hai cái tay của đau tay, nếu mà nhìn vào hai cái bộ bài này thì cái cho beef rồi nó đã quá rõ ràng. Hold it. Thế nó rõ như thế nào? Đa, vì là bị cáo đấy. Bị cáo là anh ấy có cái con A số 5 à? Mình xem lại. Bị cáo này. Bị cáo là có A số 5 đúng rồi, cái A này. A cái giống nhau à? A kia là A át nhép này. Át cơ à? Còn cái này là át rô với cả át cơ à? Sao mình không ở cái mình không hiểu sao lại giống nhau à đó? Con kia là hai con át át rô à? Con này là át cơ nhé. Ok, mình sẽ hỏi thêm. Các bạn, cái này nó nhìn rất là khó nên mình không biết là con này còn gì. Nên hình như là át rô hay sao? Át rô này. Còn ở đó? Ở đó, đây là át bích chứ. Át bích à? Át rô này, át bích, át rô này. Át nhép và át cơ à? Thế thì khác gì nhỉ? Sao mình chơi con thể gì nhỉ? Có con cơ số 5 à? Con cơ số 5? Tôi vẫn nhớ hai cái bộ bài à? Cái bài của anh Smith là có ba cái con đúng rồi, có ba con Ace. Có thể thế nhỉ? Nhưng mà trong này nó khác mà. Trong này có ba con A nhưng mà đây là B có ba con K này. Bài của anh Smith là có ba con A à? Nhưng mà có phải đâu nhỉ? Và anh Roy là có hai. Quá rõ ràng à? Là cái trong cái này nó đã có sự gian lận. Chứ thẩm phán có thể là cái lời khai này đó, là có thể cái thông tin này sẽ được thêm vào cái lời khai mà không kèm vào cái lời nói đùa của anh Painter. Thật tốt nó sẽ có thêm lời khai mới đấy. Cái bài của anh quên của ông Smith có ba con A kiểu có ba con cơ này, và anh Ray là có hai con cơ, đó sẽ tổng số là bốn con. Nhưng mà trong nghe là nó có bốn con cơ là đúng mà. Nên là rõ ràng là cái này là nó có vấn đề này. Nó đã không tồn tại okay. Nên là nó lại la ra cái câu này okay. Nên là mình sẽ đưa ra cái ấy đấy. Bởi vì trong cái bức ảnh này là cái gì đây? No. Em lại không yên lặng đâu à? Anh hãy tin em à? Đây rõ ràng là cái điểm mâu thuẫn này. Thì chúng ta sẽ đưa ra đây. Đây chúng ta sẽ đưa ra cái này. Objection. Thế là đây là cái game cái phần xử án đầu tiên mà, nên là nó tương đối dễ. Là có vẻ như là nhân chứng đã mắc sai lầm. Sai lầm sao? Nhưng mà tên của em là cái bằng chứng này nó đã rõ ràng chỉ ra được cái điểm bất đồng trong cái lời khai của cô. Đó là cái bức ảnh của số chip đúng không? Có thể như là cậu có thể chỉ ra được cái ý của cậu luôn để thẩm phán đỡ phải kiểu là loằng ngoằng. Đóng một cái khác. Hãy dùng cái ngón tay của cậu để chỉ ra cái luận điểm của cậu đi. Phải. Nên là cậu hãy chỉ ra cái điều gì mà nó mâu thuẫn ở trong cái bức ảnh đi. Cái phần nào mà trong cái bức ảnh này nó mâu thuẫn với cái lời khai của nhân chứng. Nên là rõ ràng chúng ta sẽ chỉ ra cái bài này. Cái bên bài của nạn nhân ấy. Cô Ollie. Trong cái lời khai của cô là cô vừa nói như thế này. Là cái bài của anh Smith lại có ba con A. Kiểu là ba con át ấy. Nhưng mà chúng ta thấy được rõ ràng là
Cái nạn nhân là chỉ có giữ hai con át thôi mà. Ê? Cũng có thể là nhân chứng trên thực tế là đã nhớ nhầm. Có thể là perhaps it was the defendant hand that held the third A in the question. Có thể là cuối cùng là ở gì? Là có thể là cuối cùng là bên bài của bị cáo á đã giữ ba con A à? Đã giữ ba con át à? Nên hãy nhìn lại cái bằng chứng đi. Như mọi người có thể thấy á, bị cáo đồng thời là cũng có hai con át. Thế thì cái con át số 5 ở đâu? I see the cheating aura and going to write it in the court. I see cheating aura and it going on. Tôi đã thấy cái trò bịp nó rất là rõ rồi, nhưng mà đó không phải là trong bộ bài mà ở trong cái phòng xử án này. Thế như là đang nói con này à? Nên là ở mỗi bộ bài của mỗi người là có hai con át à? Nó cộng lại tổng số 4 con át. Tôi thực sự rất là khó tin là điều này nó chứng minh là có sự gian lận ở đây. Đợi đã, thì hãy đợi. Là đấy là sự thật. Tôi đã nhìn thấy được cái con át số 5. Nên là đã chắc chắn là có gian lận. Tôi xin thề với mọi người. Thật là lạ. Chắc là cô ấy phải nói dối á. Nhưng mà mình cảm thấy là cô ấy có vẻ như là thành thật nhất từ lúc cô ấy là bước vào đây. Cậu đã đúng khi tin vào cái cảm giác của mình, anh Gavin. Who knows that lie in store for us in the trial? Ai mà biết được là cái lời nói dối nào sẽ là chúng ta phải đối mặt ở trong cái vụ án phía trước. Thưa thẩm phán, nếu mà tôi có thể, tôi có một cái đề xuất. Đó là cái gì về anh Gavin? Nếu mà ông không ngại thì có thể là chúng ta sẽ là trực tiếp kiểm tra những cái lá bài này chăng? Là những cái lá bài sao? Okay, ông Painter. Có gì vậy? The player hand that night was set aside. Là những cái lá bài của là những cái lá bài của hai người chơi đã được để riêng ra, là đã để riêng ra để làm vật chứng đúng không? Bên biện hộ cũng mong muốn là gì à? Bên biện hộ mong muốn là yêu cầu là cái lá bài này được đưa ra trước tòa để kiểm tra. Rất tốt. Bên công tố sẽ nộp cái bằng chứng này lên. Which you exam? Là gì? Anh muốn kiểm tra bài của ai? Bài của nạn nhân hay là bài của bị cáo? Nếu mà những cái lá bài này là không chứng minh được ra là có gian lận. Bây giờ bài nào mình sẽ xem này. Mình sẽ xem bài của nạn nhân đi nhỉ. Đó, xem bài của bị cáo đấy. Hãy bắt đầu bằng cái bài của anh Roy. Bên biện hộ muốn xem cái bài của bị cáo. Thật tốt. Là anh Painter, hãy đưa tôi nhân chứng đây. Đã rất thẩm phán. Chúng ta sẽ nhận được cái bài của Roy. Hãy xem chúng ta có cái gì. Phải rồi. Nên là đây nó sẽ giới thiệu cái tính năng mới của cái trò này. Khi mà kiểm tra cái vật chứng này, hãy chắc chắn là chúng ta kiểm tra ở mọi cái góc cạnh. Nên là nếu các bạn đã chưa biết là đây là cái tính năng mà nó giới thiệu ở cái game này. Nó giới thiệu từ cái game tập 1 ở cái bản kiểu là cái game 1 ấy của Phoenix Wright. Nên là đây là nó lấy từ cái tính năng từ cái máy 3DS. Nên là chúng ta sẽ sử dụng tất cả mọi thứ ở 3D hơn một tí ấy. Chúng ta sẽ xoay sang cái này. Nên là kiểm tra này. Nên là nó là đều một màu hết. Tất cả lá bài là màu đỏ ấy. For some reason, I thought that using blue card in that.
Có một lý do là đó tôi là mình nghĩ là họ đã sử dụng cái lá bài màu đã sử dụng cái bộ bài màu xanh à trong cái lần chơi cuối đấy. Did you meet the Gavin? Hả? Ờ tất nhiên rồi. With now. Nên là về cơ bản là nó không có bất kỳ cái vấn đề gì về cái bài của Ryan. Nên là chúng ta sẽ quay lại đi. Thế thì bên biện hộ đã tìm thấy một cái gì đó hay ho để chia sẻ trước tòa chưa? Chẳng có gì cả. Có thể là chúng ta nên kiểm tra cái bài của nạn nhân chăng? Tất nhiên là cậu luôn luôn có thể quay lại nhìn những cái lá bài này. Và mình có nên kiểm tra lá bài của ấy không? Ok, mình sẽ kiểm tra cái lá bài khác đây. Chúng ta sẽ kiểm tra bài của thưa thẩm phán, tôi muốn kiểm tra lá bài của ông Smith. Ok. Nên là một lần nữa chúng ta lại có cái lá bài của ông Smith. Nên là có hai con ca và ba con cực đó. Ba con ca và hai con át. Nên là chúng ta sẽ kiểm tra này. What? Thưa thẩm phán, hãy nhìn vào đây. Trong một cái lá bài của trong cái bộ bài trong cái bài của nạn nhân là cái đằng sau lưng là nó đã có một cái màu khác. Đấy là điều không thể. Tôi đã đưa cái bài đấy cho anh Roy. Gì cô vừa nói cái gì vậy cô Oli? Không. Tôi chỉ nói là tôi đã có thư thẩm phán anh Gavin. Có gì vậy anh Gavin? Hãy kể tôi xem à. Cái cách dễ nhất để mà chơi ăn gian ở trong cái khi mà đánh bài poker là gì? Là để chơi ăn gian theo à? Tôi sẽ kể cho ngày luôn à. Là đơn giản là chúng ta sẽ cần một cái người bạn à, hoặc là một cái đồng chí á. kiểu là conference à. Nó giống kiểu như cái bọn Nga, hoặc là cái người chia bài. Thế là đồng phạm là người chia bài à. Thế là anh không có ý nói là nhân chứng này cô Oli. Là một cái người gian lận à? Trên thực tế là một người chuyên nghiệp. Kiểu là gian lận chuyên nghiệp. Là kiểu là professional cheater. Trật tự. Hãy tập trung làm chết. Đã đến lúc để chúng ta hạ gục cô ấy rồi. Kiểu là trong ngày nó gọi là the time to take advantage of her. Có nghĩa là đã đến lúc để chúng ta lợi dụng cô ấy rồi. Là gì? Ý của mình là có nghĩa là hạ gục cô ấy, có nghĩa là lợi dụng cô ấy, ý của mình là lợi dụng cái sai lầm của cô ấy. Thưa thẩm phán, thì lại nhớ lại cái lời khai của mà chúng ta vừa nghe xong, đó là điều không thể. Nhưng mà tôi đã nhớ là tôi đã đưa cái bài đấy vào tay của anh Ryan rồi mà. Ego, kiểu là cái này ego là như tiếng Nga này. Cô Oga Oli consider to cheat not with my credit. Phải rồi, cô Oli trên thực tế là một cái người gian lận chuyên nghiệp. Nhưng mà cái sự gian lận của cô ấy là không phải cái là không phải đối với thân chủ của tôi, mà là đối với cả nạn nhân ông Sandy Smith. Only the sea. Nên là đây là cái theme mới của cái trò này. Nên là nghe của nó cũng một phần là nó cũng dựa vào cái kiểu như cái kiểu cái phần là Phoenix Ride, nhưng mà kiểu như cái tempo với cái theme là nó cũng kiểu nghe cũng khác ấy. Của cái nhân vật là Apollo chất tật này riêng này. Thì không chỉ là cua chơi ăn gian, mà cô ấy còn là một cái người ăn chơi ăn gian rất là tệ.
Chính vì thế á. Therefore, it not hard to imagine an altercation between her and the beast. Nên là chính vì thế á, không khó để mà tưởng tượng là có sự nhầm lẫn của giữa cô ấy và nạn nhân à. Đợi đã, ý cậu là the defense isn't accusing. À đó, kiểu như là có một cái sự kiểu hiềm khích giữa hai người. Là ý của cậu là có phải là bên biện hộ không phải là đang buộc tội nhân chứng đấy chứ, đúng không? Cô Oga Oli. Có ba người trong phòng này kìa. Và nếu mà anh Rai không phải là người có tội thì điều này có nghĩa là phải đúng vậy. Bên biện hộ muốn buộc tội nhân chứng cô Oga Oli là tội giết người. Con này ngất luôn, không đỡ được cái đĩa đấy. Sợ chưa? Ông Painter, cái nhân chứng của chúng ta bây giờ đang ở đâu rồi? Cô Oga Oli. Có vẻ như là cô ấy đã bị ngất xỉu. À đó. Thưa thẩm phán. Anh công lý. Hay là bây giờ mình gọi là công lý nhé. Kể là anh Justice. Thưa thẩm phán. Có vẻ như là cậu đã cho chúng tôi thấy được một cái khả năng mới trước tòa. One subject a connection. Một cái khả năng là nó có được giữa là một cái khả năng giữa nhân chứng và nạn nhân anh Smith. Và điều này nghĩa là hiện tại là tòa vẫn chưa thể đưa ra được cái phán quyết cuối cùng cho bị cáo được. What? Cái gì? Mình đã làm được điều này. Mình đã giữ vững được thế trận, kìa.